quý vị, đây là đôi uyên ương của âm nhạc Việt Nam, đôi uyên ương ngoài đời, và cá nhân Thanh Tùng cũng là fan của họ. Họ hát chung với một người bạn, kết hợp thành một bộ ba, bộ tam ca tuyệt vời của âm nhạc Việt Nam. San Jose giúp giùm Thanh Tùng tràng pháo tay thật lớn cho phần trình diễn của Henry Chuốc, Công Thành và Lê. Henry xin kính chào quý vị. Linh xin kính chào quý vị. Công Thành xin được kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Henry Chuốc, Linh và Công Thành rất là hân hạnh được đến đây ngày hôm nay để đứng trước mặt quý vị trong một cái buổi mà Thành thấy là một cái buổi rất là đáng lý để mà quý vị đi, mà Thành thấy những lá cờ vàng ba sọc đỏ mà phất phơ như thế này ở dưới là Thành nổi da gà từ nãy đến giờ. Xin quý vị phất một lần nữa cho Thành, 1, 2, 3. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, trước khi mà trình diễn một vài bài đến với tất cả quý vị, Thành phải được hân hạnh để giới thiệu với quý vị ban nhạc. Ban nhạc này có cái tên rất là hay. Thành hỏi các anh lấy tên gì, anh bảo là lấy tên là ban nhạc The Rap. Tức là hôm nay là rap vào với nhau. Nhưng mà với lại thêm nữa là 10 ngón tay vàng Trung Nghĩa có mặt ngày hôm nay. Thành xin quý vị một tràng pháo tay cho ban nhạc. Và âm thanh là quý vị ngồi dưới quý vị nghe là của mấy người Peter và các bạn của anh ngày hôm nay. Thành xin quý vị một tràng pháo tay cho âm thanh và ánh sáng nữa. Vâng. Kính thưa quý vị, anh chị em nghệ sĩ sống là nhờ những tiếng vỗ tay, những tiếng la của quý vị chứ tiền bạc không thành vấn đề. Cảm ơn quý vị. Thành nói ra lúc nào Thành được tiếng la, tiếng vỗ tay. Vâng, kính thưa quý vị, để mở đầu cho cái phần của Thành và Linh và Henry Chuốc ngày hôm nay, Thành xin được cống hiến của quý vị một nhạc phẩm của một người bạn rất là thân, đó là anh Nam Lộc. Thành xin kính mời quý vị nghe nhạc phẩm Vĩnh Biệt Sài Gòn. Thank you.
tôi xin hứa dẫn tôi trở về. Người tình ơi, anh xin giữ trọn mãi lời thề. Dù thời gian có một quãng đam mê, phố phường vắng anh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Xin cảm tạ quý vị và kính thưa quý vị một bài để